Xin chào các bạn, à, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình, ông chồng hay làm à, Những bạn nào chưa đăng ký kênh của mình, hãy đăng ký kênh cũng như bấm cái chuông Để có thể nhận được những cái kèo à, v drop rất là tốt nha các bạn Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dự án mới à, Dự án này hiện vẫn đang, đang beta nha các bạn Nhưng mà à, sắp ra mắt rồi, các bạn bây giờ hoàn toàn có thể là trải nghiệm Cũng như là giới thiệu cho bạn bè nó giống như là cái app um, uh, i network vậy các bạn thì uh, uh, cái điểm của các bạn có thể bị reset lại nhưng mà cái uh, uh, những người mà bạn giới thiệu thì vẫn còn nguyên nghe và đây là một cái uh, blockchain laser một các bạn blockchain laser một đầy đủ tất cả các ứng dụng luôn từ ví cho tới sàn cho tới game cho tới nft À, nó cũng chạy trên cốt mốt sdk luôn nha các bạn thì đây là cái trang chủ của nó helichen đây các bạn à các bạn hãy nhớ là một cái dự án nếu mình vô càng sớm á, thì mình sẽ càng có được nhiều coi nha à, và càng có lợi và đặc biệt là những cái dự án mà nó là blockchain riêng nó có ví riêng sàn riêng thì nó rất là dự án rất là tốt rồi các bạn đây đây là cái trang chủ của nó helichen thì helichen nó làm gì à, đây là cái trang chủ này rồi để mình sẽ giới thiệu sơ qua một số tính năng của nó nha à, các bạn à, bấm vào cái một tiếng việt này các bạn để mình đọc và sơ cho các bạn nha rồi à, về Helichain này nó muốn tạo ra một hệ thống tài chính phi tập trung mà mọi người trên toàn thế giới có thể truy cập được cho phép họ kết nối và xây dựng một mạng lưới tài chính bền vững Chúng tôi tin rằng ứng dụng khai thác chúng tôi sẽ mang lại nguồn thu nhập bổ sung cho mọi người cuối cùng góp phần tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Thì nó có cả à, à, cái à, gọi là trang trắng các bạn, white paper nha. Và nó ghi rất là đầy đủ cái sách trắng đó, nó ghi rất là đầy đủ à, về cái dự án này luôn các bạn. Thì à, các bạn có thể bấm vào đây để các bạn xem nha. À, không có nhiều không có nhiều dự án mà có sách trắng đàng hoàng gì đâu nha các bạn. Thành ra là các bạn à, hãy xem kỹ cái sách trắng của nó để biết được là cái à, dự án của nó nha. À, thì à, mình à, đã đọc qua cái dự án đã đọc qua cái sách trắng này rồi các bạn. À, họ khi rất là đầy đủ và rõ ràng về cái dự án thành ra đây là một dự án à, rất là có tiềm năng. Ok. Thì à, ở dưới đây nó thêm một số cái à, À, giới thiệu về cái um, hệ sinh thái của nó bao gồm cái sàn giao dịch phi tập trung hello nè cái sàn này là nó đã à, có trang miền trang chủ riêng nha các bạn đó các bạn có thể bấm vào để xem cái trang chủ của họ nè à, và các bạn sẽ thấy được những cái chức năng của họ à, về à, à, giao dịch à, phí ga à, thấp vân vân nha các bạn rồi kiếm thêm thu nhập như là sự tắc kinh rồi này kia rồi um, ngoài ra thì uh, Helichan này nó còn uh, rất là nhiều hệ sinh thái nó còn rất là nhiều nha các bạn nó có sục um, swap nè có đốt bớt nè có stacking nè có phần đau nè để quản trị nè đó là uh, và được hỗ trợ nói chung là khá là nhiều khá à, cái này đang đang là hello đây các bạn bây giờ mình sẽ về lại cái trang chủ của họ nha rồi ok thì ngoài trừ cái sàn sang uh, phi tập trung ra thì nó còn có uh, mặt trời tài chính có nghĩa là um, đề phi đó các bạn tài chính phi tập trung đó uh, và rất là nhiều đấu trường ông um, nè thế vận hội nè là nền tảng uh, social file nè là, là mạng, mạng xã hội phi tập trung đó các bạn rồi thị trường nft tên là apollo nè đó thành ra là um, đây là một cái dự án mà mình đánh giá là nó là khá khá là là, 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 là có tiềm năng nha các bạn Rồi à về cái app á các bạn Thì họ cái tên của app này tên là hit áp nhưng mà nó chưa có Chưa có trên CH Play sắp ra rồi nha các bạn Rồi bây giờ mình sẽ qua cái phần lộ trình Để cho các bạn xem nha Thì lộ trình của họ các bạn Đây à, quý 1 Quý 1 á à, Giai đoạn 1 á các bạn Là quý 2 đó là họ đã xây dựng Cái hạ tầng cơ sở chuỗi nè Xây dựng kênh truyền thông xã hội nè ra mắt trang web nè à, ra mắt cái phiên bản cờ beta nè rồi à, về cái quý quý hai thôi mình nói luôn cho nhanh là cái quý um, nó sẽ ra mắt khi nào là vào khoảng uh, quý 2 của 2024 thì họ sẽ mainnet nghe các bạn quý 2 là là tháng 3 tháng 3 năm 2024 họ sẽ mainnet rồi ok rồi à, um, các bạn muốn đọc thêm các bạn có thể là 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 xem thêm trên trang chủ của họ nghe. Họ có nói nè, là một giải pháp blockchain lớp 1 đột phá được thúc đẩy bởi nhóm đặc biệt. Ok rồi. À, mình sẽ vô cái Twitter của họ để mình theo dõi. À, đây, mình sẽ bấm bật cái chuông lên luôn. Rồi, à, Twitter của họ mới thôi nghe các bạn, mới thôi. À, thành ra là nó mới có 8.000 người theo dõi nhưng mà à, mình nghĩ khi nào mà nó ra app thực sự trên ch play thì nó sẽ rất là đông hơn nha các bạn rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái phần họ cũng đang có một số cái chương trình aero ở trên cái twitter của họ các bạn thì nếu như các bạn à, có thể theo thì các bạn hãy à, làm theo những cái bước này nghe các bạn đó rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký cái kèo này cũng như là cái cách để khai thác nha à, các bạn à, vô cho mình cái đường link mình sẽ gửi nó trong màn hình cho các bạn để các bạn download nó về nha các bạn. thì, đây. À, khi các bạn bấm vào cái đường link này sau các bạn bấm download đó các bạn, thì nó sẽ có một cái tệp để nó tải xuống. đây. à mình mình đợi tải một tiếng nha rồi sau khi nó tải xuống hoàn tất thì các bạn bấm vào các bạn bấm vào để cài đặt. rồi bạn chọn cài đặt sau okay, cài đặt xong các bạn chọn mở nha. Rồi. Ở đây các bạn làm họ nếu như các bạn mà đã uh, có tài khoản rồi thì các bạn chọn sign in with password. Nếu như các bạn chưa có tài khoản thì các bạn chọn vào cái phần sign up ở bên dưới nha. Sign up rồi. Ở đây thì các bạn sẽ điền vào cái địa chỉ email của mình. Ví dụ cái địa chỉ email của mình là hình hải gmail.com nè bắt buộc ở đây là phải là 8 ký tự và có ký tự đặc biệt nha các bạn các bạn nhớ nha có ký tự đặc biệt ở đây thì à, các bạn nhập giùm mình cái mã mời của mình thì mã mời của mình mình sẽ để cái phần link ở trên màn hình cho các bạn xem nha cái phần mã mời này các bạn bấm một hai lần nó mới ra. Đây. các bạn nhớ bấm một hai lần nha. ở các bạn sau khi nhập mã mời các bạn bấm hai hai cái nút này cho nó sáng lên nha các bạn là mình đồng ý những cái điều khoản của ứng dụng đó. Rồi các bạn chọn continue. Rồi ở đây thì các bạn vô cái email của mình để các bạn lấy cái mã nha. Đây. Đây. À, cái mã nó đây Rồi chép yep. à, Cái mã sắc, sắc thật đó các bạn Rồi các bạn chọn continue nha Rồi Sau uh, coi như là mình đã xong cái tài khoản Thì các bạn uh, Tới đây các bạn uh, chọn phần sign in with password Rồi các bạn nhập cái uh, Địa chỉ email vừa rồi vào nha Rồi các bạn nhập password dùm mình Rồi các bạn chọn Remember me luôn nha Rồi ở đây thì các bạn sẽ phải vô email để xác nhận lại một lần nữa nha các bạn thì cái lần thứ hai này các bạn chỉ cần à, xác nhận thêm một lần nữa thôi thì sau này sẽ không cần phải xác nhận lại nữa nha ba ba chín chín một một rồi ở đây các bạn à, dán cái mã đó vào rồi các bạn chọn continue ok vậy là xong rồi nha các bạn à, có hai lần các bạn phải lấy cái mã trong email của mình một lần lúc đăng ký với một lần là lúc đăng nhập lần đầu tiên đó các bạn ở đây thì à, đây là màn hình chính của họ. Thì để đào á thì đầu tiên thì các bạn à, vô trong cái mục à, hàng ngày nè, các bạn lem nó nghe. Đây. Đó. Thì khi các bạn lem này thì các bạn à, được 5 đồng. 5 đồng nó nằm trên đây nè các bạn. 5 đồng này thì các bạn có thể dùng để qua phần mining nghe các bạn. Các bạn có thể nâng cấp cái cái à, công cụ đào. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của nó nè nếu như cái công cụ này á, thì nó tốn là 0,5 đồng nè cái công cụ thứ hai mình chọn upgrade đây đó thì các bạn có thể là 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 giống như mình đào nhanh hơn vậy đó các bạn đó à, phần xích lô bát là cái à, à, giống như là cái cái giỏ các bạn đó các bạn có thể chọn lên nha à, ví dụ như mình chọn lên cấp nè đó à, bên cái item này cũng vậy mình có tiền thì mình chọn lên mình upgrade lên Upgrade để cho nó đào nhanh hơn đó các bạn Ví dụ cái này là mình đào level 3 rồi nè là cái 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 cây đào của mình nó xịn hơn đó rồi sau khi các bạn à, nâng cấp được cái công cụ đào rồi các bạn chọn mining nha đó đây thì bắt đầu là nó sẽ bắt đầu nó đào thì à, ở đây họ tính giờ là từ 7 giờ hàng ngày nghe các bạn đó thì à, sau à, cứ sau 7 giờ các bạn vô bấm đào rồi thì đó là những cái cơ bản về cái à, cách đào của cái con này à, Ngoài ra thì để các bạn chọn được cái mục mờ á, thì các bạn có thể ở đây. Đây, đây đây là chính cái mã mờ của mình đây các bạn. Thì uh, những bạn nào ủng hộ mình thì hãy nhập cái mã mờ này giúp mình nha. Ok. À, thì cái cơ chế... Uh, cái cơ chế thưởng ở bên cái dự án này các bạn là các bạn được uh, 5% cho cấp 1 và 2% cho cấp 2 nha các bạn. Đó, rồi. Ở đây thì họ đã có ví rồi rồi nè. Các bạn có thể tạo ví cho mình luôn nè đó các bạn thấy chưa đây là cái địa chỉ ví của mình sau này các bạn có thể là chuyển nhận cho nhau thì không có nhiều ứng dụng là có những cái chức năng như vậy liền đâu nghe các bạn à, chưa họ chưa có ví chưa có địa chỉ hoặc là chưa có um, cái uh, sàn giao dịch riêng đâu thành ra đây là một dự án khá là tốt đó rồi mình sẽ gửi cái link của mình cũng như là cái mã mời của mình 6 gu 9 s 2 n các bạn đăng ký sớm thì các bạn sẽ có những cái lợi thế đào được nhiều coi hơn nha các bạn rồi mình chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn nha